Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp ha. Thì cũng như thường lệ nha, hôm nay thì em cũng có lên cho mình một cái lô máy cắt cỏ và cưa xích 12 máy ha. Thì bên em thì chuyên bán về máy cắt cỏ động cơ hai thì nè, gồm có cần cứng và cần mềm, rồi động cơ 4 thì và đặc biệt là cưa xích nha. Thì tên của em là tên Nhanh ha. Anh chị chú bác mình cứ kêu em Nhanh đi nghe cho nó gần gũi. Địa chỉ của em ở đó là ở cái xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha, xã Trung Hưng hay là gọi là chợ Trung Hưng, em ở tại chợ nha. Anh chị chú bác mà mình có dự định lên mua hàng thì cứ alo đi để em chỉ đường cho đi cho dễ dàng ha. Thì hôm nay lên lô máy mình đẹp lắm nha mấy anh chị. Đó, vừa có trợ lực ha, vừa có ga bóp đồ và đặc biệt là có kèm cho mình thêm hai cây cưa xích ha. Cây cưa tay cục này giá mềm nó có 1,8 triệu à, từ 310 Makita 33 ha, tay dài đó. Còn lại là máy cắt cỏ Robin nè, Echo, Maru, Yui đó, đại khái là vậy. Thì có Mitsu nữa đó, hôm nay hệ đa dạng ha, máy nhỏ cũng có, máy lớn cũng có, cắt cỏ gia đình khai thác cỏ thuê và đặc biệt là máy này nó rất là nhiều tính năng nha mấy anh chị. Ngoài cắt cỏ mình có thể là gắn bơm nước nè, mình bơm nước dưới sông lên, mình hút nước dưới sông lên, mình tưới can trái rồi đó, rồi mình có thể thổi lá được nữa nè. Đó, trời gông ghiêu gì, nói chung là nó rất là đa chức năng luôn ha. Thì xem kênh thấy kênh của em Nhanh Bán Máy chất lượng uy tín, nhớ cho em xin một nút like. Anh chị nào chưa nhắn vô đăng ký kênh thì mình nhớ nhắn vô đăng ký kênh để khi mà em like xong nó xuất hiện lên thông báo là ở cửa hàng Thành Hợp đang like. Thì anh chị có thể vô là mình chọn được những cái máy phù hợp nha. Rồi bây giờ á, mình thích mua hàng thì nhìn qua cái bảng bên đây giùm em ha. Số điện thoại để chốt đơn nè là 0913136620 nha. Đó, cái số này là hỗ trợ tư vấn máy, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy khi hỏng hóc và đặc biệt là chốt đơn có Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị ha. Thì em Nhanh bán hàng là em Nhanh ship hàng toàn quốc nha. Đó, ship hàng toàn quốc trên mọi miền đất nước luôn. Tùy xa gần thì mình đi sẽ nhanh hay chậm thôi. Rồi bên em cho xem hàng, cho kiểm tra hàng, cho test nổ máy rồi mình mới nhận, có nghĩa là hàng tới chỗ rồi mấy anh tháo máy ra rồi mình đổ xăng pha nhớt vô rồi mình test nổ máy đúng hàng, máy nổ ngon lành chất lượng, trả tiền cho người giao hàng ha. Và đặc biệt là em Nhanh không có lấy cọc mình 1.000 nào hết nha. Đó, cho nên anh chị xem thì mình cứ an tâm không sợ bị lừa gạt đâu, thời đại này 4.0 rồi. Đó, chứ không phải thời mấy chấm không nữa đâu mà gạt người ta rồi mới mốt ai mua của mình nữa, phải không? Có nghĩa là em bán hàng rồi em sẽ để cho khách em tin tưởng và hàng anh chất lượng tới đâu rồi giới thiệu dùm cho em nữa ha. Khách em là em là giới thiệu một người, hai người, ba người và đặc biệt mua cắt cỏ xong còn quay lại mua cưa xích nữa đó. Mạnh dạn chốt đơn, tin tưởng cửa hàng, lấy uy tín ra là giới thiệu dùm em ha. Thì bên em bán hàng cũng có chế độ bảo hành bảo trì rõ ràng nha. Và em nói luôn, khi mà mua máy của em Nhanh mà máy nó có cái gì lạ khi mà mình sử dụng trong vòng 10 ngày thì mấy anh cứ điện cho em Nhanh đi, điện Zalo đi, em Nhanh nghe tiếng máy hay là biết nó hư cái gì em Nhanh sẽ hỗ trợ cho mình, không cần đem để thợ ở địa phương nha. Nhiều khi mấy ảnh về mấy ảnh nói này nó kia, cái mấy anh tay ngang mình cũng không rành, cho mình hoang mang đó. Mình nói sao cửa hàng nói chuyện vậy mà bán vậy, máy móc sử dụng không biết cái gì đâu mấy anh chị. Đó, con người còn nhiều khi còn lúc này lúc khác không chi máy móc, không máy móc nó lập trình rồi đó. Cho nên là anh chị cứ có cái gì cứ điện cho em Nhanh, em muốn cái gì tốt nhất cho khách của em đó. Em Nhanh bán hàng với phương châm là uy tín đặt đầu mà ha. Rồi bây giờ em quay lên chương trình bán hàng ha. Ví dụ cái máy mà em Nhanh báo ra, cái giá mà em Nhanh báo ra là em Nhanh đã bao gồm bao ship tới nhà và kèm phụ kiện là 6 món đối với cắt cỏ ha. Thì 6 món nha, em Nhanh cho đó là một cái trắng cỏ nè, một cái lục giác 4 thiếu sợi dây đeo và Thanh ơi, một cái tiếp mở bu ghi đầu dao, một cái ổ cước ha, và có dây cước cho mình luôn, và kèm theo là một cái đĩa dài ba tấc. Hai cái đĩa em Nhanh cho là đĩa xịn sò đến từ thương hiệu Makita nha, em có bọc đồ đàng hoàng nha, chứ không phải cho hàng thường đâu. Và một cái sợi dây đeo là 6 món nha. Thì sao cái sợi dây đeo này thì hai cái này mấy anh móc chung một chỗ giùm em Nhanh ha. Đó, còn đối với cưa xích thì em Nhanh sẽ cho 4 món nha mấy anh chị. Một cái bao lam, một cái lùa tiếp mở, một cái dũa, một cái dây chỉnh xăng và một cái tiếp mở bogey ha. Đó, mỗi cái em Nhanh cho cụ thể như vậy. Và đối với cắt cỏ hay cưa xích là trước khi cho đi em Nhanh điều kiện tra chỉnh ra anti và đưa vô tải đồ đàng hoàng mới cho đi ha, chứ không phải mà ở chốt đơn cho đi em có đâu kiểm tra kỹ lưỡng mới cho đi. Nhưng mà đối với cưa xích thì là nhớt cũng có lam là em Nhanh sẽ để, em Nhanh không có đổ ra nha, nhưng mà xăng pha nhớt em Nhanh sẽ rút ra hết, không có để hết. Rồi về mấy anh chuẩn bị xăng với nhớt thử máy ha. Rồi những cái món mà em Nhanh bán thêm nè,
Ai điện cho Thanh nha Thanh. Cái này là cái gom cỏ nha mấy anh chị, 100 ngàn một cái ba ha. Nó là ba nó lại. Rồi, còn cái này là đồ trà gông riêu ha. Loại lớn này là 120 ngàn nha, hay gọi là phát cỏ ha. Còn cái loại nhỏ này là 100 ngàn dùm em nha mấy anh chị. Đó. Cái này á, là không có cho heo đầu bò ha. Đầu bò thì chừng nữa mình lấy đầu bò của máy mình thử ha. Rồi, cái này là cái đồ bơm nước nha, 150 nha mấy anh chị. Mấy anh nào mua máy mà mình có mua thêm cái đồ bơm nước này thì nói với em nhanh gửi luôn. Sẵn em nhanh bao ship. Còn mà mình mua lẻ thì mấy anh chịu phí giùm em 30 là 180. Rồi, cái này là nhớt hay thì ha. Và nhớt này em nhanh rất là tâm đắc luôn á anh chị. Nhớt này em nhanh đang sử dụng rồi, sẵn em nhanh chia sẻ lại cho mấy anh luôn. Bình nhớt này là 100 ngàn một lít nhớt ha. Mà một lít nhớt này em đang sử dụng rất là lâu, từ 20 đến 25 lít xăng. Và em nhanh sẽ hướng dẫn cho mình cách pha nè. Đối với máy cắt cỏ thì mình pha giùm em 1 lít xăng 40cc nhớt. Đối với cưa xích là 1 lít xăng 70cc nhớt giùm em ha. Mỗi máy pha nó khác nha, đừng có pha giống, tại vì cưa xích tôi nó chạy nhanh hơn, máy khỏe hơn thì pha như vậy. Và khi mà em nhanh hướng dẫn cho mình cách pha là máy của mình chạy nó sẽ hơi ra khói. Ra khói là mát máy ha, là một cái dấu hiệu mừng nha, chứ không sao hết á. Nó mát máy bôi trơn bít tông nha anh chị, chứ không phải là ra khói nó hư là không có. Mà em bảo anh 100% là máy chạy ngon. Nếu mà hư máy em nhanh sẽ đền ha. Và cái bình nhớt em nhanh bán là nó có cái mail cho mình lường nè, 20, 40, 60, 80%. Và mấy anh muốn nhớt nó qua đây được thì mình phải bóp ha. Mình phải bóp nó sẽ qua đây xuống đây ha. Đó, có tỷ lệ lường luôn mà có 100 ngàn thôi. Rồi, anh chị nào mua máy mà mình có mua thêm nhớt thì hay là bất cứ cái món gì thì nói với em nhanh, sẵn em nhanh gửi nha. Còn không thì mình chuẩn bị để mình thử ha. Rồi bây giờ á, tắt máy nha anh chị. Chưa rồi. Rồi, đầu tiên là cái cưa nè, cưa G310 ha. Khoan, đây nè, cưa mà tới giấc này là em nhanh chốt được bao nhiêu rồi nè. Like liêu riêu thôi, cưa chỉ cách một ngày, like một ngày thôi đó. Nè, khách nhãn hàng ầm ầm luôn rồi, đó. Thì cắt cỏ bên em đang chốt thêm nữa, đang thử hè máy sau hè nữa đó. Đó, cho nên anh chị mua hàng của em cứ an tâm đi. Nhiều người mua lắm rồi, quay lại mua ủng hộ nhiều lắm. Giới thiệu giùm em nữa. Có xăng mà nhớt ha, chiều dài cái lam nè, 3,5 tấc đó. Anh nào thích máy gọn nhẹ, lam cũng ngắn vừa sử dụng thì đây ha. À, cái đầu tiên thì cái lam này nó sử dụng xích là xích chuột nha. Đó, cái lưỡi cắt nó còn dày ha, mặt cắt nó thì còn nguyên, chưa có dấu hiệu mỏng nha. Đó, G310 tay cục gọn nhẹ nha, tắt nè, mở là mình đẩy lên ha. Xenon. Đó, cái dòng này á mấy anh chạy khỏe mà cực kỳ là tiết kiệm xăng, ít có hỏng vặt nha. Đó, thấy vậy chứ ngon lành cành đào lắm. Cái nắp phía sau là nắp nhớt lam ha. Nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt. Cái lam người ta còn không số nữa nè. Lẫy ha, lẫy giữ xích và đặc biệt là có khóa giữ ra lớn luôn nha mấy anh. Rồi giữ cái lớn này không còn xài được rồi, mòn rồi. Rồi cái nắp màu đen chỗ này nè, à, là để lọc bụi ha. À, mấy anh cưa cây lâu ngày mà thấy máy cưa nó chạy hơi yếu xíu đó. À, mình cưa 5-6 lần thấy máy chạy hơi yếu và không còn ngon nữa thì mấy anh tháo cái này ra, mấy anh vệ sinh cái bộ lọc bụi giùm em nhanh lại. Chạy đi cho nó khỏe chút và tiết kiệm xăng ha. Và máy này nó còn vú bông gin luôn nè, màu đen nè. Đe gió nè. Những cái chỗ này là chỉnh trên ti, chỉnh gió, chỉnh xăng rồi ha. À, mà nó còn miếng nhựa luôn. Rồi cái này thì con ốc để tăng đưa dây xích dây sơn nằm ở đây nha. Mã này em bán mình 1,8 triệu thôi. Mấy anh chốt thì chốt cho em nhanh. Mã B1 36 ly 1,8 triệu ha. Rồi kế đến là Makita nè.
4,6 ha. Chiều dài cái lam nè. Rồi lam này chẳng bốn tấc luôn. Đó đến từ thương hiệu Makita ha, máy chạy khỏe mà anh thấy cái tua máy chạy sướng tay, nó cực kỳ là giòn. Dòng máy này thì nó chạy xích là xích 91 nha. Cái lam còn chữ Makita luôn ha. Và đặc biệt là nó có khóa xích đó. Hồi nãy mà anh thấy mấy anh thợ lên ga không lên ga, nhưng mà nó nằm ở chế độ khóa xích cho nên là cái xích nó đâu có quay đâu. Đó, mình phải mở cái đẩy cái này lên ha. Đó, quá trình vận chuyển cũng vậy, sau này mà máy mà mấy anh nào đặt hàng mà tới chỗ mấy anh giật máy nó nổ mà cái xích nó không quay thì mình đẩy cái này lên giùm em nha. Tại nó quá trình vận chuyển nó bị đẩy xuống thôi. Nó mắc đi cái khóa xích đó. Nè, nó bị dướng cái khóa xích đó. Rồi nè, ốc máy nó trắng đẹp ha. Giữ ga nè. Tắt nè, mở nè. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha mấy anh chị. Giật nhẹ ha. Rồi cũng có vú bơm phụ nè, e gió nè. Nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt. Nắp phía sau là nắp nhớt lam ha. Cái lam người ta còn chữ Makita luôn. Khá là đẹp ha. Vừa có khóa xích vừa có trợ lực. Nè, tem nó còn cực kỳ là đẹp. Bộ lọc gió nằm cho bộ phận này ha. Được chặn xích nè, chẳng còn luôn nha. Con ốc mà tăng đưa dây xích dây sên nó nằm chỗ này ha. Đó, nằm trong nha. Rồi mã này chốt giùm em nhanh là mã B2, nòng 37 ly, công suất 33cc, giá là 2 triệu ha. Rồi cái đến là Robin. Robin nghe em, Robin. Lốc máy đẹp ha. Vô khói sáng, bình xăng lớn, đồ zin máy này zin 100% nha. Sở hữu là bộ chế zin One Pro 1 kim ga ngang ha. Cái cổ bình xăng nó quay lên như thế này nè, mấy thứ nhất ưu điểm thứ nhất là mấy anh đổ xăng vô nhẹ nhàng. Cái thứ hai mấy anh phát cỏ mấy anh lắc không sợ nó đổ ra ngoài nữa. Rồi cái này 22cc, nòng 32 ly ha. Cái ưu điểm nữa là nó có phiên bản nó có trợ lực nha em anh, giật cực kỳ là nhẹ luôn ha. Đó, nhẹ nhẹ nổ nha. Tắt nè, mở nè. Đó, nhớ nhìn giùm em nha, up là tắt, on là mở ha. Nó đẹp dữ lắm nha anh ơi. Đó, đây và đặc biệt là tum rời tum nhôm ha. Ốc sáng trưng luôn. Tum rời tum nhôm. Dưới bông phụ nè. Ghê dữ ha. Lắp zin đầu bò zin nè. Đầu bò zin. Cái này có ổ cước zin ha, chừng nào mà cho đi thì em sẽ bổ sung thêm dây cước. Đó, không có cho thêm ổ cước phụ nha mấy, không cho thêm ổ cước lô ha, ổ cước zin luôn. Để bổ sung thêm dây cước cho mình cho nó xịn sò một chút. Rồi mã này chốt cho em nhanh là mã B3 32 ly, giá 1,4 triệu ha. 1.400.000 đồng cho cây Robin màu xanh. Rồi. Robin này là Robin 251 nha, mấy anh thấy gì không? Made in Japan. Dính cái máy nha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha em ha. Giật lớn em nè, em giật cho anh coi. Cứ nào nhấn test hoài á. Đó, trợ lực giật cực kỳ là nhẹ nha. Xong nói với nó. Trung ơi, kêu nó đừng giật máy nữa. Lốc máy sáng đẹp vô khối nữa nè, trắng bóc luôn nha em. Sở hữu bộ chế One Pro luôn nha ha. Nó đẹp mà nhìn nè, cực kỳ là đẹp, có trợ lực. Cái máy này lẽ ra là mấy anh biết bán nhiêu không, 1,7 triệu mới đúng giá của nó ha. Nhưng mà cái máy của nó bị gãy ở đây một hai cái áo ha. Nhưng mà đó, không sao, chỉ là gãy áo chứ không ảnh hưởng đến chất lượng máy nha. Nếu mà anh nào không có chấp nhất cái vấn đề áo nó bị gãy một hai cái, không sao thì mấy anh chốt mã này em bán cho mình 1,5 triệu luôn. Đó, chốt giùm em nhanh mã B4, nòng 33 ly, giá 1,5 triệu ha. Tum nhôm. Đó, sử dụng bộ chế zin. Rồi cái này nó có cái chân nè, bảo đỡ bình xăng luôn nha. Máy này đẹp, cực kỳ là đẹp mà có trợ lực, giật nhẹ sướng tay luôn. Rồi công tắc nó thì nằm chỗ này luôn ha. Tum nhôm cho nên cắt cỏ bơm nước gì cũng cực kỳ là ổn định. Ga giữ nè. Một tay cầm, lắp zin.
Đó, đầu bò zin hết ha. Thì cái phiên bản này á, cái phiên bản này á là cái phiên bản nó siêu gọn nhẹ, cộng có trợ lực ha. Thì mấy anh nào để được như gì thì mình để, tiện cho bơm nước, tiện cho phát cỏ trong vườn cây ăn trái, không bị vướng víu bởi nhánh với cành. Nhưng mà anh nào muốn lên hai tay cầm thì nói bên em lên hai tay cầm miễn phí cho mình ha. Còn được để như gì riêng của nó thì quá ok. Mấy anh móc dây đeo vô đây giùm em, quải cây máy lên dài ha, một tay lên ga, một tay cầm máy phát, rất là vững em ha, cực kỳ vững. Mấy anh an tâm đi, kỹ sư Nhật họ thiết kế thì quá là ok. Rồi B4 giùm em nhanh, 1,5 triệu. Rồi tới Echo nè. Máy này nó nổ má tiếng như xe su xì bo ha. Ta đần ta đần ta đần ta đần ta đần. Sử dụng bộ chế ga ngang chế zin của máy ha. Máy nổ rất là khỏe nghe em ơi. Đó, bình xăng lớn zin liên lạc hết. Máy vô khói nè. Quá xa là đẹp này. Có thông số nè nghe em ơi. 5500 1035 ha. Liên lạc hết. Echo ZT22 ha. Ga bóp zin nè. Công tắc trên tay cầm, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Đó, lắp zin này ha. Đó, trái cỏ đầu bò zin hết. À, nhỏ gì máy rồi mày ơi. Mã này chốt giùm em là mã B5, 1,5 triệu ha. 1,5 triệu. Cái thằng Maru Yanma nè. Rồi, phiên bản này phiên bản có trợ lực nha. Trợ lực là trợ lực lớn nha em ơi. Nòng 32 ly, công suất là 23cc. Đối với máy này thì mấy anh nào muốn giật một phát nổ thì kéo thẳng dây giùm em buông nhẹ về, còn thôi thì mình kéo hai phát ha, hai phát nửa dây thôi đó, thì nó cũng đã nhảy nổ rồi. Máy đẹp nha mấy, nhìn hình thức sáng quá sáng luôn. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha, sáng trưng luôn nha mấy. Để bộ chế One Pro luôn ha. Lóc có dập chữ nổi mắt in Japan nha. Tung thì tung rời đó, tung rời tung nhôm luôn nha, cho nên là mấy anh có thể tháo rời đầu máy ra mình đấu xịt thuốc được luôn ha. Đó, hai tay đôi lớn ra giữ nè, đầu bò zin nè. Sáng đẹp luôn. Rồi mã này chốt giùm em là mã B6 nha, giá 1,6 triệu đồng cho đời máy Magu có trợ lực tung rời, rất là vip rồi đó. Vừa tung rời mà vừa trợ lực là quá vip rồi. Rồi tới Ryobi nè. Ryobi này chạy động cơ của Mitsubishi nha em nha. Mấy anh nghe tiếng máy đi, nổ rất là khỏe, ổn định, và đặc biệt là nó sở hữu là hỏng xăng, là hỏng xăng lớn, chế zin của nó ha. Đó, chế zin luôn. Cô khói là thông số này mấy anh. TBE27 ha. 0087 335. Năm sản xuất là 2019 ha. Đó. Phiên bản này có trợ lực nhẹ nha. Và đặc biệt là lắp nó có dập chữ Made in Japan luôn nha. Dập nổ nha. Đế bợ đỡ bình xăng bằng nhựa nè. Đó, anh thấy rồi đó. Rất là đẹp, tâm liền, tâm nhựa ha. Không có cái nào để điểm nào để chết. Ga bóp zin luôn nè. Công tắc trên tay cầm, đẩy xuống là mở, đẩy lên là tắt ha. Tắt nè, mở, đẩy lên. Nè, láp người ta nè. Láp có chữ Made in Japan luôn nha em. Mitsubishi nè. Đó, đầu bò zin ha.
Rồi cái phiên bản này chốt dùm em là mã B7, giá 1.800.000 đồng thôi. Đó, vừa ra bóp zin mà đẹp, mà chạy động cơ của Mitsubishi 1.800. Đây là Maru Yanma ha. Maru Hanma Yanma 26 đẹp tuyệt cú mèo luôn anh ơi. Đây là một cái sản phẩm hàng siêu tầm ha. Đó, tức là anh nào vừa cắt cỏ mà mình vừa về mình trưng bày đó. Đó, mua cắt cỏ cực kỳ lết ha. Thích màu vàng thì chốt nhanh chốt lẹ cái này giùm em Maru 26. Bộ khó nó có số 26 luôn nha em. Đó, màu vàng luôn ha. Đó, áo vàng siêu đẹp, sở hữu là bộ chế zin quanh và rồ nha. Bên em mua hàng lựa mấy anh ơi. Nó đẹp từ trong nó đẹp ra luôn đó. Đây là lóc máy nè. Sáng trưng luôn ha. Chấp nhận mua hàng lựa giá cao nhưng bán lời mỏng, mà được cái mấy anh mua hàng riêng toàn tập liên lạc cho mấy anh hết. Là thùng bộ đỏ mình săn khá đẹp ha. Ốc máy trắng sáng nè. Có thông số nè nha mấy anh. Rồi em đọc nè. Z522080. Nghe điện thoại đi cho mấy đứa dẹp đi. Tôm liền, tôm nhựa ha, tôm tắt nè. Đó. Cùng máy ốc nó sáng đẹp nè. Từ trên xuống dưới nha em ạ. Đập liền hết, không có dấu hiệu xét. Ra bóp zin 263, Maru 263 ha. Đây, trắng cỏ zin, đầu bò zin ha. Rất là đẹp và sáng nha em ạ. Rồi, mã chốt giùm em mã B8 34 ly 2 triệu đồng. Anh nói coi nãy giờ A8 hình như cây Echo hả Maru gì? Chỉ là Echo, Echo Echo trắng, rồi. Cái phiên bản này nó có cho lực nha anh ơi, giật rất là nhẹ ha. Kyogit 260 ha, có cho lực giật nhẹ, ốc máy trắng đẹp ha. Đây. Bộ khói nè. Sáng trắng luôn, rất là đẹp. Sở hữu này bộ chế zin ngang ngang theo máy nha. Có bộ tản nhiệt và bình xăng lớn zin, nói chung là trắng sáng 100% nè. Những con ốc máy nè. Nó anh coi kỹ. Có thông số nè nghe em nha. À, 2625GW T906581715 Made in Japan ha. Đó. À, những cái chi tiết này đây còn nguyên luôn em ạ. Máy này bên sử dụng cực kỳ lết. Đó, nhưng mà sau lưng nó là 2720 lòng 35 ly nha. Đó, sở hữu tum là tum nhôm, và đặc biệt là cái tum nó có cái áo bảo vệ cái tum nó luôn nha em ạ. Láp đẹp nè. Đó, cùm trắng sáng ha. Ốc sáng trưng, ga bóp zin. Rồi khi mà mấy anh máy này mấy anh chú ý giùm em, đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha em ha. Ha, đừng có quên nha. Đẩy lên máy mới chạy, đẩy lên máy mới chạy. Đó, nhớ câu thằng chú nó giùm em nha. Láp zin, trắng cỏ đầu bò zin hết ha. Rồi mã này chốt giùm em nhanh là mã B9 34 ly, giá là 2 triệu đồng ha. Rồi tới thằng Maru Yanma nè. 2630 ha.
anh nào mà nghe máy nổ hoài là biết máy này nó chạy khỏe và nó đỉnh như thế nào ha. Gan tay thì nổ thì thầm mà khi mà lên ga cuối cùng cái nó mướt mà ngược nha mày, cái đồ giãn nó có luôn nha mày, nó chạy cực kỳ giãn. Sở hữu bộ chế hai kim Wanderer mà 2630 ha. Máy bộ khói đẹp nha mày, bình xăng lớn zin nè, để bỏ đỡ bình xăng luôn ha. Đó. Và đặc biệt là lốc có dập nổi Made in Japan nha, công tắc. Tum rời tum nhôm 260 nha. Đó, máy này mình có thể tháo rời đầu máy mình đấu xịt thuốc nha. Và cái ưu điểm của nó là chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng mà cực kỳ là khỏe nha. Về mấy anh làm gì thêm cũng được ha. Đó, đầu vò zin trắng cỏ màu đỏ xẹt tông với màu áo luôn. Mã này chốt giùm em là mã B10 34 ly, giá là 2.100.000 đồng ha. Khách quen này tới kêu gít nè. Trời ơi, cái này đẹp không còn đường nào để chơi nha mày. Sở hữu chế hạt kim luôn nha, lốc máy nè, vô khói nè. Cái phiên bản này nó có trợ lực nữa nha, giật bao sướng nha. Anh nào mà kiếm máy về mình trưng bày mà chạy cho nó bền 5, 6, 9, 10 năm thì mình tranh thủ chốt cái này đi. Đó, rất là đẹp, hôm nay em ra lò cái này quá đẹp luôn, có thông số nè, 5603-01-58 Made in Japan ha. Cái chân bỡ đỡ bình xăng rồi luôn ha. Đó, rất là đẹp nha mày. Tum nhôm Kiwis 2650 ha. Đó, 50 rồi. Ga giữ nha. Cái này đẩy xuống là tắt nha, đẩy lên là mở nha mày. Đó. Đây, đầu bò ghen. Đầu bò có chén chống màu đỏ, chén chống quấn cỏ ha. Cái này cái trắng cỏ nó theo máy mà nó bị bể rồi, nó bù trắng cỏ mới em ha. Đó. Mã này chốt giùm em là mã B11 34 ly, 2.200.000 đồng ha. Rồi kế đến là mã Mitsu tên là 261 nè. VC đang là 261 ha, nòng 33 ly nha. Đó, sở hữu chế hai kim Wanderer, mình nhìn giùm em từ cái lốc máy nó đẹp. Đó, bình xăng lớn nó zin ha. Đó, lốc có dập nổi Made in Japan rồi luôn, vô điệp Mitsu nha em. Cái này là chạy tum là tum nhôm tum rời ha, không tắt. Đế nhựa nó bỏ đỡ bình xăng vẫn còn nguyên ha. Rồi quên nó đem soi thông số cho mấy anh xem. Tên là 261 nè, 034661 ha. Đó. Hai tay đầu lớn ra giữ nha em anh. Trắng cỏ đầu bồi ghi. Mã này chốt với mã B12 giá 2.300.000 đồng ha em anh.